chó hoang châu Phi là những biệt đội săn mồi. Vóc dáng khiêm tốn không ảnh hưởng đến sự nguy hiểm của chúng, vì chúng biết kết hợp và hỗ trợ nhau rất tốt. Chúng đủ sức để hạ gục một con trâu hơn nửa tấn, cho thấy sức mạnh đoàn kết ở thú săn mồi này rất đáng nể. Vậy thì chó hoang có dám thách thức sư tử không? Chó hoang không dám đương đầu với bầy đàn sư tử. Thậm chí chỉ cần hai con sư tử trở lên cũng có thể bẻ gãy một bên đoàn chó hoang hung hậu. Nhưng việc chó hoang tấn công sư tử cái đơn độc đã từng xảy ra, cho thấy chúng không hề ngán sư tử. Đây là cuộc săn đặc biệt. Chó hoang bắt đầu bao vây sư tử cái đơn độc. Chúng chia điểm ra, tạo nên một ma trận để tìm cơ hội tấn công. Sư tử cái biết rõ mình đã rơi vào nguy hiểm, nó cố hết sức giữ bình tĩnh để tìm cách đối phó. Nếu nó bỏ chạy thì đừng mơ mà thoát được. Sự vây ráp của bầy chó làm sư tử cái giận dữ. Nó phản công chớp nhoáng, bắt được một con. Ngay lập tức, bầy chó nạp vào cắn xé liên tục. Sư tử cái hét lên trong đau đớn. Bởi cú cắn của chó hoang luôn tạo ra cơn đau rất khó chịu. Việc đánh trả lại bầy chó là điều cần thiết với sư tử cái. Nhưng bầy chó là một đối thủ tinh khôn. Chúng kết hợp tấn công trước sau nhuần nhuyễn. Kẻ đơn độc không thể ngồi đó chịu đòn. Nó nhanh trí lầu mình xuống nước. Phần thân sau của nó sẽ được bảo vệ tốt hơn. Nhận thấy sư tử cái có cách phòng thủ quá tốt, bầy chó bắt đầu ngừng tấn công. Kẻ đơn độc mình mẩy tạ tơi, nhưng ít ra nó vẫn còn sống sót.